Xin chào, trong video bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ học phần ngữ pháp của Unit 5, chương trình lớp 10 thí điểm. Ở trong Unit này chúng ta sẽ ôn lại phần ngữ pháp liên quan đến thì hiện tại hoàn thành. Thì này chúng ta cũng đã học rồi, nhưng mà mình sẽ có một cái nhìn cụ thể chi tiết hơn về cái thì này. Điểm đặc trưng của thì này chúng ta cần lưu ý đó chính là sự khác nhau của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn về cơ bản là gì. Thì hãy xem cái sơ đồ ở trên đây. Đây là trục thời gian ở mốc hiện tại. Trục thứ hai cũng là một trục thời gian ở mốc hiện tại. Như vậy nếu như chúng ta cho một cái việc xảy ra ở trong quá khứ như hình ở trên đây. For example, I bought a car last week. Tuần rồi tôi mua một chiếc xe hơi. Và hành động mua nó nằm ở trong quá khứ như thế này, và nó chấm dứt luôn tại thời điểm mua, và nó hành động mua không hề kéo dài. Tôi đã mua một chiếc xe hơi vào tuần rồi. I bought a car. Và động từ mua của chúng ta phải ở quá khứ bought. Tuy nhiên chúng ta có một hành động trong quá khứ ở dòng thời gian thứ nhất. Tôi học tiếng Anh từ năm 2003. Như vậy mốc thời gian của chúng ta ở đây là 2003, trong khi sơ đồ thứ hai là thời gian của chúng ta ở là mốc quá khứ là last week. Giữa hành động mua xe tuần rồi đã kết thúc luôn, và hành động tôi học tiếng Anh từ thời điểm 2003, và hành động này vẫn còn học. Chúng ta chưa kết thúc hành động học, chúng ta không dừng hành động học ngay tại năm 2003, mà hành động học vẫn còn kéo dài đến tận 2021 như thế này. Như vậy hai chục thời gian này cho chúng ta thấy hai cái hành động, một hành động xảy ra và kết thúc luôn, thì chúng ta dùng thì quá khứ đơn là verb 2 ed, hoặc là động từ to be thì chúng ta đã đi với lại were hoặc là was. Còn ở thì hiện tại hoàn thành thì biểu thị của hành động là một đường mũi tên xảy ra trong quá khứ và không chấm dứt, mà có sự kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục đến tương lai nữa. Thì đây là dấu hiệu báo hiệu chúng ta phải dùng thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành đơn giản có thể hiểu là một cái việc làm gì đó ở đâu đó trong quá khứ đến tận hiện tại mới xong, mới hoàn thành, gọi là hiện tại hoàn thành. Công thức cơ bản của thì này là have has cộng với cụm 3 ed. Đây là hình phân biệt sự khác nhau giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hiện tại hoàn thành có những cách dùng cơ bản như thế nào nhé. Ở ý thứ nhất, cái đầu dòng thứ nhất thì chúng ta có là diễn tả một hành động vừa mới xảy ra, vừa mới kết thúc, thường đi với trạng từ just. Thì dù là xảy ra vừa mới kết thúc thì cái biểu thị hành động của nó phải xảy ra ở tại thời điểm trước quá khứ đến tận mốc hiện tại mới vừa xong. Tức là nó không hề chỉ một cái việc kết thúc rồi, kết thúc luôn ở quá xa hiện tại, mà nó ở gần hiện tại, vẫn là đúng cái trục là quá khứ đến hiện tại, vẫn còn tiếp diễn. Như vậy chúng ta lưu ý từ khóa là vừa mới xảy ra, vừa mới kết thúc và đi với just. Ở cách dùng thứ hai, diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ. Đây như theo hình chúng ta có bắt đầu từ quá khứ và nó vẫn chưa chấm dứt và kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai. Thì tất cả gần như hết các dấu hiệu, các cách dùng của hiện tại hoàn thành đều nó quy về cái hình ảnh thứ nhất như thế này. For example, you have studied English for 5 years. Bài học tiếng Anh được 5 năm. Tức là hành động này vẫn còn kéo dài, chưa có kết thúc ở hiện tại. Cách dùng thứ ba là thì hiện tại hoàn thành sẽ diễn tả một cái hành động xảy ra trong quá khứ mà chúng ta không rõ thời gian là khi nào, vì vậy chưa biết là nó có kết thúc rồi hay chưa. Thì cái này nó hơi mơ hồ ha. Thì xem ví dụ sau đây. I have gone to Hà Nội. Tôi đã đến Hà Nội nhưng mà chưa biết là người này còn đi nữa hay không, hay là chẳng bao giờ đến đây nữa. Nhưng mà chúng ta chẳng rõ là nó như thế nào, cho nên là một cái việc mơ hồ không rõ ràng trong quá khứ. Vì vậy chúng ta chia hiện tại hoàn thành. Ok, và cái cách dùng tiếp theo ở đây chúng ta có là thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại, nhưng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta còn nhớ cách dùng của hiện tại đơn không? Một cái việc mà cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày thì cái đó gọi là thói quen. Cứ 6 giờ mỗi ngày là tôi thức dậy. I wake up at 6 o'clock every day. Nhưng ở đây cũng là một cái sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nó nằm ở quá khứ. À, đó không hề là thói quen, và có khả năng trong hiện tại tương lai nó cũng vẫn còn lặp lại nữa. Thì chúng ta vẫn chỉ một cái hành động là trong quá khứ chúng ta làm điều gì đó, và khả năng ở hiện tại tương lai chúng ta vẫn còn nữa, nhưng mà nó không phải là nó vĩnh viễn mãi mãi lúc nào cũng làm, cho nên nó không phải là thói quen. Và nó chỉ là một cái sự là thường thường một cái cách dấu hiệu nhận biết của nó là thường nó có chữ số lần.
Tôi xem phim này được 3 lần, tức là khi tôi nói điều này thì tôi đã 3 lần rồi. Vì có khả năng lần thứ 4, lần thứ 5 nữa, nhưng mà đây không hề là thói quen, không phải là lúc nào tôi cũng xem cái phim này. Vì vậy đây là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Một cái cách nhớ ở đây là chúng ta hãy nhớ đến số lần. Ok, chúng ta đi tiếp một cái cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành là chúng ta sẽ dùng sau những so sánh ở cái cấp cao nhất, thông thường là dùng trong lời bình phẩm. Cái này hơi lạ ha. Tức là khi mình dùng so sánh nhất ấy, thì mình đa số mình dùng hiện tại hoàn thành. This is the most boring film. Đây là cái bộ phim mà hay nhất. À, cái bộ phim mà chán nhất mà tôi đã từng xem. Bộ phim chán nhất tôi đã từng xem. Đây, thường thông thường có yếu tố so sánh nhất thì chúng ta thường đi với tầng như thế nào thì mình dùng với hiện tại hoàn thành. Rồi. Số thứ nhất. Đây một cái số từ, một cái cặp, một số cái cặp từ, những cái cụm từ, những cái dấu hiệu chúng ta thấy chúng ta hay dùng với hiện tại hoàn thành như sau. Đây là lần đầu tiên, có nghĩa là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba nữa thì nó rơi vào cái giống cái dạng lặp đi lặp lại nhiều lần nè. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba mà tôi gì đó. Như vậy là this is the first time I have lost. Đây là lần đầu tiên mà tôi lạc, có nghĩa là có khả năng nữa tôi sẽ lạc nữa ha. Như vậy hành động này vẫn chưa chấm dứt ở hiện tại. Một cách dùng, một số từ thường hay đi với hiện tại hoàn thành nữa chính là sáng nay, có nghĩa là nó vẫn còn trong ngày, hành động này vẫn chưa kết thúc. Tối nay, ngày hôm nay, tuần này, năm nay, học kỳ này là những thời gian mà vẫn còn diễn ra tại lúc nói. Thì những cái từ này cho phép cho chúng ta thấy là cái hành động này vẫn còn là chưa có kết thúc. Nó chưa kết thúc thì nó không thể nào là quá khứ được ha. I haven't seen John this morning. Tôi vẫn chưa có gặp sáng nay, có nghĩa là trong ngày hôm nay tôi vẫn còn có khả năng là tôi còn gặp nữa. Và bây giờ ở đây có một cái trường hợp đặc biệt lẽ là giúp cho mọi người phân biệt được cách sử dụng của go to và been to. Gone to và been to, sự khác nhau của nó khi mà người ta nói là Mary has gone to Paris since lost money. Khi mình dùng has gone thì nó có nghĩa là chúng ta đến một địa điểm và vẫn còn ở lại đó, chưa có về. À, Mary đã đi Paris rồi, có nghĩa là cô ta chưa có quay về. Hỏi là sếp bạn đâu rồi? He has gone on his business. Anh ta đi công tác rồi, có nghĩa là chưa về. Như vậy khi chúng ta dùng với lại been to, mà thông thường nó đa số nó đi với số lần, thì có nghĩa là người ta nói một cái việc là người ta đến đó và người ta đã quay trở về rồi. Đó, vậy mọi người xem sự khác nhau của câu bên đây. Mary has been to Paris several times. Mary đã đến Paris vài lần, có nghĩa là về rồi, đã tạo được một cái kết quả là một lần, hai lần, ba lần. Thì hai cái thằng này đều đi với lại hiện tại hoàn thành hết, một cái chuyện đã rồi, đã làm rồi nhưng mà vẫn còn thực hiện nữa. Vậy thì chúng ta nhớ cái hướng nha, has gone là đi đến đó chưa về, còn been to là đã đến về rồi. Và đây là sự phân biệt của has gone. Trong quá trình là chúng ta nghe và chúng ta có thể dừng cái video lại và sau đó chúng ta ghi chú lại nha. Sau đây là một số cái từ dấu hiệu mà mình có thể dùng đối với hiện tại hoàn thành. Có nghĩa là những từ dấu hiệu này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mình khi mình làm bài tập về thì. Ok, chúng ta thử xem nha. Lưu ý là for the time being, nó sẽ khác với những từ ở trên đây nè. This morning, this is the first time, hoặc là số lần, hoặc là just. Thì ở đây những cái từ này nó rất là nhiều luôn. Chúng ta nhìn nó để chúng ta làm bài tập verb form rất là hay. Ví dụ như là for the time vậy, cái cụm này rất là khó nhớ luôn. Từ này nó có nghĩa là trong những cái khoảng thời gian gần đây, có nghĩa là cái việc xảy ra trong vòng thời điểm gần đây chưa kết thúc. For the time being, gần đây, trong khoảng thời gian gần đây, thì tóm lại là ba từ này nó đồng nghĩa với nhau, ba cái màu vàng này nó gần đồng nghĩa với nhau. Và thông thường nó đứng ở đầu câu, đây là vị trí của nó đứng ở đâu trong câu. Còn cái cột ở giữa là những từ này thường đứng ở giữa câu, còn ở cột cuối là cho chúng ta thấy những từ này đứng ở cuối câu. Hãy nhớ cùng xem chung nha. So far, until now, up to the present, có nghĩa là cho đến nay. Cho đến nay có nghĩa là một cái việc gì đó trong quá khứ đến bây giờ vẫn còn làm, thì đúng ngay cái trật tự thời gian mà cô đã nói ở đầu giờ ha. So far, until now, mãi cho đến bây giờ, up to the present, cho đến nay. Rồi, những cái từ này nói về cái việc chưa kết thúc trong thời điểm hiện tại. Hôm nay, sáng nay, chiều nay, tối nay, năm nay, hôm nay, sáng chiều tối. Rồi, cụm này là cái cụm mà rất là hay gài học sinh luôn. Là in the past thì thông thường chúng ta chỉ quá khứ, đúng không? Nhưng mà in the past 10 years thì chúng ta dịch là trong vòng 10 năm gần đây.
Đó, thì lúc này khi gặp cái cấu trúc này, for the last, for the past, over the last, cộng thời gian, thì mình vẫn chưa hiện tại hoàn thành, dù nó có chữ past, chữ last. Và thông thường nó phải đi với dấu hiệu thời gian. Ví dụ, trong 5 phút vừa rồi cô vừa giảng cho con cái thời hiện tại hoàn thành. In the past 5 minutes, in the past cộng thời gian. Còn nếu in the past đứng một mình không thì nó sẽ chia với quá khứ đơn mà thôi. Ví dụ như là in the past people used to, trong quá khứ thì người ta thường hay làm cái gì đó, thì in the past thì đi với quá khứ đơn. Nhưng mà in the past cộng thời gian thì chia với thời hiện tại hoàn thành. Ví dụ như là in the past 5 years, trong vòng 5 năm vừa qua thì tôi đã học thêm tiếng Pháp chẳng hạn. Rồi những cái từ ở giữa này thì chúng ta đi ở giữa thôi. Just là I have just met her. Just. Ever, have you ever been to? Bạn có từng đến đó chưa? Never thì đi với never before. Already, I have already done it. À. Rồi bây giờ tới cái dấu hiệu của những từ mà thường chữ số lần mà chỉ cuối câu. Thì đối với cái từ seen for thì chúng ta đã quá quen thuộc ở lớp 9 rồi. À, rồi lần thứ nhất, lần thứ hai, hai lần, ba lần thì chỉ cái sự lặp lại trong quá khứ mà hành động ở hiện tại vẫn có thể xuất hiện nữa. Thì mình dùng twice, three times. Rồi chữ yet là dấu hiệu của chữ chưa ha. Rất là quen thuộc và never before lần giản. Nhưng mà như vậy cái bảng này cực kỳ quan trọng cho chúng ta biết là những cách nhận diện của thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là làm ở đâu đó trong quá khứ đến hiện tại mới hoàn thành. Và đây là cái bảng lý thuyết của chúng ta. Ở trong unit này chúng ta cũng còn một cái điểm ngữ pháp mà khá là quan trọng, đó là cấu trúc be used to. Be used to thì phân biệt dùng hai loại. Mình có một cái cách học thuộc lòng rất là máy móc là be used to cộng verb in. Không chưa? Be used to cộng verb in đó chính là quen với việc gì đó. Ví dụ như là tôi quen với việc dậy sớm lúc 6 giờ mỗi ngày, thì lúc này cô sẽ dùng là I am used to getting up at 6 o'clock every day. Thì be you to verb in là tôi quen với việc gì đó. Nhưng ở đây chúng ta có be you to verb không, thì nó rơi vào cấu trúc bị động mất rồi. Nó không phải là cái việc tôi quen thuộc làm cái gì đó. Và đây là cấu trúc bị động. Bị động be you to. The tablet is used to treat backache. Câu này có nghĩa là cái loại thuốc này được sử dụng để chỉ mục đích, để chữa đau lưng. Nhưng mà be you for cũng là bị động. Nhưng mà tại sao lúc này nó lại dùng for? À, hai thằng này nó đều dùng để làm một cái gì đó, để chỉ mục đích. Vì nó khác nhau về dạng thôi. Mình xem cái ví dụ ở đây. This laptop is used for searching the internet. Cái laptop này được sử dụng cho cái việc nghiên cứu, tìm kiếm, search mạng. Như vậy chúng ta lưu ý hai cái cách sử dụng của be used to verb không và be used for verb in đều có nghĩa là được sử dụng để đưa và phân biệt với be used to verb in. Be used to verb in là quen với cái việc gì đó. Nhớ nha, nó không hề mang ý nghĩa là bị động như hai cái trường hợp của hai cái này. Và ở phía dưới đây là bài tập thực hành, bài tập liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, phát âm này nọ của unit 5 chúng ta cần làm thêm ngoài cái bài trong cái đề cương của trường. Ok, như vậy là phần lý thuyết về phần ngữ pháp của unit 5 thì mình vừa đi sơ qua, và chúng ta hãy thực hành cái phần bài tập ở trong cái file handout cô gửi ở phía dưới nha.